Lời đầu tiên mình xin thay mặt công ty GE gửi đến quý vị bác sĩ, quý anh chị em kỹ thuật viên và tất cả những quý vị đại biểu tham gia cái hội thảo nhiều sức khỏe và cùng nhau bình an vượt qua đại dịch COVID-19. Thì chúng ta đã biết rằng AI trong những năm gần đây đã tham gia rất là sâu vào trong cái đời sống cũng như trong khoa học. Và mỗi người chúng ta hôm nay ở đây đều mỗi ngày đều tương tác với AI thông qua smartphone, thông qua TV, thông qua các phương tiện truyền thông như là Google, như là Facebook, và gần như AI nó đã đi thẳng vào trong cuộc sống của chúng ta rồi, kể cả từ nơi làm việc đến ở nhà, và tất nhiên thể thao và tất nhiên trong y khoa cũng không có gì là lạ khi mà AI đã tìm đến. Thì mình xin khởi đầu cái phiên hôm nay với cái bài của GE chia sẻ về AI thay đổi embryo từ gốc rễ. Ok, thì để bắt đầu mình nói về AI thì mình xin khởi đầu bằng một cái khái niệm, tức là AI là cái gì và AI là thế nào. Trên cái hình chia sẻ này, tức là một cái history, một cái quy trình ra đời và phát triển của một khái niệm AI. Thì AI viết tắt của cái từ Artificial Intelligence. Thì khái niệm AI nó ra đời vào những năm 1950 thông qua một số cái trò chơi về tính toán và trò chơi về cờ là rất là phổ biến. Tuy nhiên mãi đến năm 1956 thì thông qua cái hội nghị Dartmouth, thì chính cái hội nghị này thì mới đưa cái trí tuệ nhân tạo hay là AI là thành một cái chương trình nghiên cứu rõ rệt. Và ngay sau đó, sau 2 năm thì năm 1958 thì ra đời cái máy tính điện tử mà có thể chơi cờ vua đầu tiên, và nó đánh dấu cái bước phát triển đầu tiên, cái cột mốc đầu tiên của mà AI khi tham gia vào cái lĩnh vực cuộc sống và lĩnh vực về nghiên cứu. Thì trong cái thời điểm này, từ năm 1956 cho đến những năm 1970, thì một trong những cái giải thuật được sử dụng trong AI nó rất là nổi tiếng, đó là giải thuật Minimax. Và một trong những cái thiên tài của cái phòng thí nghiệm IAS ở tại Princeton. Thì mọi người biết rằng cái phòng thí nghiệm IAS này là cái phòng thí nghiệm mà chính là ông Einstein đã ở đó để nghiên cứu về cái tương đối. Và cái vị thiên tài mà tại phòng thí nghiệm này là John von Neumann. Thì ông này cũng sử dụng chính cái giải thuật Minimax này để mà xây dựng các cái chương trình về AI. Và ông dự đoán rằng là với cái sự phát triển của khoa học máy tính và những cái ý tưởng về AI, thì sau này AI nó có thể là đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tất cả các lĩnh vực trong đời sống, kể cả về vấn đề vũ trụ, về cả máy móc, cả về hàng không và vân vân. Và chúng ta thấy rằng cái thời mà đua nở của khái niệm AI đầu tiên, cái thế hệ đầu tiên nó phát triển mạnh mẽ bởi các cái phần mềm, đặc biệt là về phần mềm chơi cờ, thì chúng ta sẽ thấy rằng vào những năm 1970 các phần mềm chơi cờ như là Challenger hoặc là Porix là những cái phần mềm cực kỳ nổi tiếng, và người ta xem nó như là một cái máy mà dạy người ta chơi cờ luôn, chứ không chỉ là chơi cờ. Và chúng ta hiểu rằng AI thời điểm đó nó phát triển dựa trên cái nền tảng của cái giải thuật Minimax như thế nào. Không hiểu là ông Boris, thủ tướng Anh, có gì khác không, nhưng hai cái tên này hoàn toàn giống nhau. Và tôi search trên Google, tôi thấy rằng cái từ Boris này cũng đôi khi nó lên dính luôn cái hình của ông Boris cộng với cái hình đang chơi cờ. Ok, tuy nhiên thì chúng ta hiểu rằng trong cái thời điểm đó thì cái AI nó bị khống chế bởi cái sự phát triển của máy tính. Và đến những năm 1980 thì chúng ta biết rằng cái công nghệ máy tính bắt đầu có những bước đột phá, đó là sự ra đời của máy tính cá nhân. Thì vào thập niên những năm 1980 thì Apple cho ra đời cái máy tính cá nhân đầu tiên là Apple II, hoặc là các cái máy tính của các hãng khác như là TRS-80, hoặc là một cái máy cực kỳ nổi tiếng nếu mấy thầy sẽ biết, đó là Commodore PAT, máy Commodore đó. Thì đó là những cái thế hệ máy tính cá nhân đầu tiên. Tuy nhiên chính vì cái máy tính cá nhân như vậy thì cái số lượng người tham gia vào các cái nghiên cứu phát triển AI nó tăng lên, tức là nó nằm ở gia đình, nó nằm ở các cái cơ sở, nó không còn phải nằm trong các cái trung tâm nghiên cứu nữa. Và machine learning ra đời, bởi vì có máy tính, có CPU, bắt đầu người ta có thể vận dụng những cái giải thuật, những cái thuật toán phức tạp. Một trong những cái thuật toán cực kỳ phức tạp của machine learning thời điểm đó để được dùng vào như là giải thuật tree, tức là giải thuật các cái cây đó, cây mô phỏng, hoặc là các cái giải thuật về logic quy nạp.
À, đặc biệt cho phát triển đến hiện nay thì chúng ta sẽ thấy phổ biến là các cái phân loại Bayesian, một trong những cái phân loại gần như là chiếm lĩnh cái nghiên cứu về machine learning. Và chúng ta biết rằng từ năm 1980 đến nay thì cùng với cái sự phát triển của công nghệ máy tính thì CPU và RAM thì machine learning vẫn liên tục phát triển và gần như là chiếm cái tỷ trọng về trí tuệ nhân tạo lớn nhất trong trong tất cả các lĩnh vực. Có nghĩa là machine learning hiện nay vẫn là cái cấp bậc mà ứng dụng của trí tuệ nhân tạo mà chiếm cái tỷ trọng cực kỳ lớn cũng như cái lượng đầu tư về nghiên cứu cực kỳ nhiều. Thì cái điểm khác biệt của machine learning đối với những cái loại khác ở đây tức là nó có cái sự học hỏi, có nghĩa rằng máy tính tự học hỏi và chúng ta phải đưa đầu vào và hệ thống nó sẽ đưa ra kết quả đầu ra. Và việc machine learning thì chúng ta ghi chú được rằng nó có ba cái đặc điểm quan trọng để mà thể hiện nó là machine learning. Một, tức là cái dữ liệu đầu vào chúng ta phải là dữ liệu cấu trúc. Tức là chúng ta đưa một hình ảnh vào thì chúng ta phải có kích thước, chúng ta phải có vị trí, chúng ta có ma trận thì đó gọi là có cấu trúc. Còn nếu chúng ta đưa hình ảnh thôi thì không có cấu trúc thì có nghĩa rằng đó là chỉ là hình ảnh ha, mọi người phân biệt nó khác biệt chỗ đó. Điểm thứ hai là muốn machine learning làm việc tốt thì nó phải có người dạy, tức là phải có người dạy mà dạy là những chuyên gia. Cho nên nó cần những chuyên gia đầu ngành thì trong những năm gần đây chúng ta thấy rằng rất là nhiều bác sĩ mà giỏi của chúng ta cũng tham gia các cái dự án về trí tuệ nhân tạo mà khẳng định nó sẽ là machine learning bởi vì chúng bác ta sẽ tagging, chúng ta đánh dấu mặt bệnh trong X-quang phổi hoặc là trong breast chẳng hạn thì đó chính là những chuyên gia đầu ngành để dạy cho cái máy. Và điểm thứ ba đối với cái khái niệm machine learning nó sẽ xử lý tất cả các tác vụ theo step tức là nó có những cái giải thuật rõ ràng giống như là cái giải thuật mà dựa trên nền tảng của phân loại Bayesian. Đó. Thì một trong những cái ứng dụng đầu tiên của machine learning này chúng ta thấy rằng là cái lọc thư rác, cái phần mềm lọc thư rác hoặc như hiện nay chúng ta thấy cũng là machine learning dùng trong cái công nghệ computer vision rất là nhiều. Chẳng hạn chúng ta thấy cái camera selfie này, tức là chúng ta bây giờ những cái máy hiện đại chúng ta chỉ cần bật cái màn hình lên, bật cái camera lên chúng ta cười thì sẽ tự động nó chụp. Thì chẳng hạn thì là cái smile selfie chẳng hạn thì đó là một trong những cái ứng dụng của machine learning, nó tự detect được khuôn mặt và trên cơ sở detect khuôn mặt nó phát hiện được cái vùng miệng chúng ta thay đổi về hình dáng chẳng hạn thì nó nhận dạng được đó là nụ cười và nó chụp. Ok. À, một cái bước tiến cao hơn nữa và nó tạo thành một cái gọi người ta gọi là ray, gọi là cái bom đi, là một cái kỷ nguyên về AI đó là deep learning. Thì mọi người phải hiểu rằng deep learning là một cái bước tiến rất là lớn so với hai cái thời kỳ trước đó là AI thông thường và machine learning. Thì một trong những cái lý do mà deep learning nó mạnh mẽ như vậy là bởi vì cái tốc độ cũng như cái giải thuật của nó. Đầu tiên chúng ta phải nói rằng deep learning nó ra đời phải nhờ một cái phần cứng được ra đời trước đó, đó chính là cái GPU, cái graphic card đó, cái card đồ họa. Thì năm 1994 là Sony họ cho ra đời cái GPU đầu tiên, nhưng mà cái graphic card này nó nằm trên cái máy trò chơi của họ là cái PlayStation. Mãi đến năm 1994 thì chúng ta biết một cái công ty về card đồ họa cực kỳ nổi tiếng là Nvidia cho ra đời cái con GeForce 256. Và chính cái ra đời cái GeForce 256 của Nvidia năm 1990 mà chúng ta thấy rằng nó mở ra cái kỷ nguyên phát triển của deep learning chúng ta thấy năm khoảng 2000 như thế này. Đó bởi vì năm 1990 là ra cả và tất cả những cái ứng dụng về deep learning bắt buộc đầu tiên là nó phải sử dụng trên một cái nền tảng của GPU, tức là một cái card đồ họa phải cực kỳ mạnh mẽ bởi vì nó cần một cái số lượng xử lý rất là nhiều khổng lồ và nó cũng cần một cái tốc độ xử lý phải khổng lồ mà các cái CPU bình thường trong các cái máy tính bình thường không thể thực hiện được. Một cái ví dụ để thấy cái deep learning nó khác biệt so với cái machine learning đó chính là cái Face ID mà mọi người hiện nay các smartphone đều có, kể cả là Samsung hay kể cả là Apple, thì nó không chỉ là nhận diện được khuôn mặt, nhận diện được ánh mắt, nhận diện được miệng cười hay không mà nó detect được chính xác bạn là ai. Thì đó chính là cái khác biệt của deep learning và machine learning. Vì vậy khi mà hiện nay thì chúng ta cũng biết rằng trong thị trường có rất là nhiều sản phẩm họ cứ bảo là AI, thì ít nhất chúng ta phải hiểu rằng là AI đó nó nằm ở level nào. Level 1, level 2 hay level 3. Nó chỉ là AI thông thường hay là machine learning hay là deep learning. Tại vì nếu một cái phần mềm đơn giản theo cái định nghĩa là chúng ta cái phần mềm bone removal, chúng ta chụp cột sống hoặc là chúng ta chụp một cái mạch máu bụng đi và nó bone removal một cái thì chúng ta vẫn gọi đó AI được ha, ở cái level 1.
Tôi tập trung vào hai cái là machine learning và deep learning, bởi vì hai cái này là hai cái mà đang chiếm tỷ trọng lớn nhất và vẫn đang tiếp tục phát triển. Thì machine learning thì giống như tôi nhắc lại từ đầu thì nó sẽ phải cần có những cái giải thuật đầu vào đưa vào, nó có cái giải thuật rõ ràng, nó phải có đưa ra những cái dữ liệu có cấu trúc, tức là giống như where, time rồi thông tin di chuyển vân vân. Trong khi deep learning thì hoàn toàn khác, nó sử dụng các cái mạng lưới thần kinh nhân tạo, mà các mạng lưới này thì nó lấy ý tưởng và mô phỏng theo cái cách hoạt động của bộ não con người, tức là một cái bộ não phi logic, tức là một cái hoạt động phi logic. Và ở đây chúng ta sẽ có các cái nốt thần kinh và các cái lớp thần kinh, và các cái lớp và các nốt này hoạt động và liên lạc với nhau thông qua các cái giải thuật toán rời rạc, thì đó là hoàn toàn khác. Và chính vì vậy cái mức độ mà xử lý của nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với machine learning. Chúng ta nó chỉ phát hiện là cái xe thôi, còn nếu như một cái xe đưa vào thì nó sẽ phát hiện được cái loại xe là xe gì, ví dụ như là Lux của VinFast chẳng hạn. Và ở bên này chúng ta sẽ thấy rất là rõ là cái sự khác biệt trong cái giải thuật cũng như là cách tính toán của machine learning. Tuy nhiên tôi chỉ ghi nhớ lại ba cái điểm chính đối với khi bạn phân biệt cái machine learning và deep learning. Với machine learning thì chúng ta dữ liệu đưa vào là dữ liệu có cấu trúc, có nghĩa rằng phải có đo đạc, phải có thông số, gọi là dữ liệu có cấu trúc. Số lượng dữ liệu nó vừa phải thì chúng ta cũng sẽ tạo được machine learning rồi. Trong khi deep learning thì chúng ta đưa dữ liệu vào vào là dữ liệu không có cấu trúc, tức là chúng ta chỉ đưa cho nó cái hình, chúng ta chỉ đưa cho nó cái tiếng, chúng ta chỉ đưa cho nó về một cái video thôi, và hệ thống nó sẽ thông qua cái mạng neuron này để nó học. Điểm thứ hai là machine learning này nó buộc phải có con người tham dự vào trong việc phân loại cho nó. Và khi con người tham gia phân loại cho nó sẽ học trên cơ sở những cái gì con người đưa vào, tức là chúng ta cần phải chuyên gia. Trong khi cái deep learning này chúng ta có thể có chuyên gia hoặc không chuyên gia, tức là chúng ta đưa nó một cái dữ liệu sai thì nó vẫn phân tích cái sai đó được, và đưa dữ liệu đúng nó vẫn phân tích dữ liệu đúng có được. Có nghĩa rằng với machine learning chúng ta cần cho nó cái đúng cái lường lối để nó đi, nó học theo ta. Nhưng cái thằng deep learning này thì nó học cả đúng cả sai và nó tự có nhận thức trong chuyện đó. OK. Điểm thứ ba quan trọng hơn đó là về mặt phần cứng, đó là machine learning nó cần một cái hệ thống máy tính vừa phải cũng có thể thực hiện được. Trong khi cái chức năng của deep learning thì nó cần phải GPU, nó cần cực kỳ mạnh. Đó. Và chúng ta cũng nên hiểu một cái điều rằng là để tạo ra cái dữ liệu của deep learning thì chúng ta cần rất rất là nhiều cái data. Cho nên tại sao thời kỳ bùng nổ của big data như vậy? Tại vì cần rất là nhiều data, và để cho cái con deep learning này nó càng ngày càng giỏi, nó càng ngày càng mạnh thì nó chỉ cần data thôi. Chúng ta chỉ cần mở rộng cái lượng data cho nó thôi. Nhưng với machine learning thì chúng ta không chỉ cần data mà chúng ta cần người nữa, chúng ta cần chuyên gia. Chuyên gia càng giỏi thì nó mới giỏi được, còn chuyên gia chúng ta dở thì không được. Còn cái thằng deep learning nó chỉ cần data thôi chứ nó không phải cần chuyên gia. Chuyên gia có thể tham gia nhưng không phải là yếu tố quyết định trong cái sự phát triển của deep learning. Chính vì vậy mà người ta nói deep learning cái khả năng mở rộng của nó là vô hạn, trong khi machine learning nó luôn luôn lệ thuộc là như vậy. Thế thì ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh như thế nào? Thì đây là một cái quy trình mà tạo hình của chẩn đoán hình ảnh. Chúng ta có một cái máy chụp, có thể là CT MRI, chúng ta thu nhận hình ảnh và chúng ta tạo ra được cái hình ảnh chẩn đoán. Đây là hình ảnh chẩn đoán ban đầu. Tuy nhiên hiện nay đa phần hình ảnh của chúng ta là những cái hình ảnh thô và nó tốc độ chẩn đoán nó chậm, nên chúng ta cần những cái phần mềm xử lý để chúng ta định lượng và chúng ta cho cái khả năng chẩn đoán tốt hơn, cắt gọt rồi thoải mái hơn. Và cuối cùng là bác sĩ sẽ thông qua cái hình ảnh đó để đưa ra kết quả, đưa vào giá trị chẩn đoán. Thì machine learning và deep learning ứng dụng ở mức này rất là nhiều, hiện nay chúng ta biết rất là nhiều, giống như Vinbrain nó ra cái Dr. S đang được sử dụng, hoặc là ProView, hoặc là cái chuỗi radio mic mà chúng ta đã được biết cực kỳ nhiều về những ứng dụng của nó, hoặc là Innovation DX trong việc là phát hiện COVID chẳng hạn. Thì đó là nằm ở cái cấp độ mà ngọn, cấp độ cuối cùng. Ở cấp độ thứ hai ứng dụng đó là cái việc sử dụng machine learning, deep learning trong cái việc mà chuyển đổi từ cái hình ảnh nền tảng chẩn đoán sang một cái hình ảnh chẩn đoán cao cấp hơn, tức là một cái bộ xử lý gọi là bộ tái tạo, bộ hậu xử lý. Thì rất là nhiều phần mềm cũng đang gọi là làm mưa làm gió thị trường mà chúng ta cũng đang muốn mua, giống như là Rapid trong chẩn đoán đột quỵ, CVI Artery trong cái việc mà tự động chẩn đoán các cái bệnh lý về tim, hỗ trợ trong chẩn đoán về tim, mình không nói tự động chẩn đoán mà hỗ trợ, hoặc là Contip Brain trong cái việc là phân tích não để mà đánh giá các cái bệnh lý về Alzheimer hoặc là Parkinson chẳng hạn. Thì đây là những phần mềm. Cái câu chuyện trở lại là kể cả hai cái bước này đi nữa thì đều lệ thuộc hoàn toàn vào cái hình ảnh này, tức là cái hình ảnh gốc mà chúng ta được tạo ra như thế này. Thì hình ảnh này tốt thì chúng ta có được cái này tốt, hình ảnh này xấu chúng ta xấu, lệ thuộc rất nhiều. Và những cái nghiên cứu mà để cải thiện cái này thì cực kỳ ít, nó rất là ít, đặc biệt là sử dụng những cái công nghệ AI hiện đại. Và GA là nhìn thấy cái con đường đó, vì GA xây dựng E rồi con DL dựa trên nền tảng deep learning.
Ok, và đó là cái nội dung chính của GE đang trình bày. Những cái vấn đề trong MRI tại sao mà đưa ra cái hướng đó là bởi vì chúng ta thấy hiện nay có khá nhiều vấn đề lớn. Một là cái việc chụp MRI không còn là chữa bệnh, khám bệnh, chữa bệnh mà là còn là chăm sóc sức khỏe. Cho nên cái lượng bệnh nhân đến hoặc là cái lượng người đến chụp cộng từ nó rất là nhiều. Họ chỉ đến chụp để kiểm tra thôi, rất là nhiều và áp lực cần phải chụp nhanh. Và chính vì họ đến kiểm tra thôi cho nên họ yêu cầu nó cao hơn, họ yêu cầu cái sự thoải mái, họ yêu cầu cái sự hợp tác nó cao hơn. Cho nên chúng ta cần phải khảo sát ngắn hơn để bệnh nhân thoải mái hơn. Rồi, một cái bệnh viện nó có nhiều trung tâm thì cái chất lượng hình ảnh giữa các trung tâm nó không đồng đều, do kỹ thuật viên khác nhau, do máy chụp khác nhau. Đó, và dẫn đến cùng một người đến hai cái trung tâm của một bệnh viện thì nó lại có hai kết quả nó lệch nhau. Và cuối cùng là những cái những cái bệnh khó hoặc là những cái bộ phận chụp khó như tiền liệt tuyến, tuyến yên, tụy hoặc là những cái chi khớp nhỏ như ngón tay chẳng hạn, thì trong cộng từ chúng ta sẽ gặp phải là hình ảnh nó xấu hoặc là nhiễu rất là nhiều hoặc là bị artifact rất là nhiều, và bác sĩ phải chấp nhận cái chuyện đó để mà chẩn đoán một cách tương đối. Thì cách mà để giải quyết trong từ lúc ra đời thì MRI ra đời đến nay phổ biến nhất vẫn là sử dụng các bộ lọc. Thì trong đó cái hai cái bộ lọc mà cực kỳ nổi tiếng là Median và Wiener Filter. Thì hai bộ lọc này coi như chiếm lĩnh cái thị trường cộng từ từ những năm 1980 cho đến bây giờ. Thì lý do vì sao sử dụng bộ lọc thì chúng ta biết rằng cộng từ thì lệ thuộc sau khi chụp thu nhận thì nó sẽ nằm ở một cái dạng dữ liệu gốc gọi là raw data ở trên K-Space như thế này. Và cái raw data này thông qua cái biến đổi Fourier để chuyển thành cái hình ảnh chẩn đoán. Đó. Và cái Fourier này nó được ứng dụng vào cộng từ năm 1975 trong cái nghiên cứu của ông Damarian đó, thì năm 1975. Đó, thì Fourier này được đưa vào từ năm 75 đến nay. Và đến nay nó cũng chưa hề thay đổi trong cái chuyện là bước chuyển đổi này, tức là chúng ta luôn luôn lệ thuộc vào cái raw data để tạo ra cái hình. Và để giải quyết cái đó thì chúng ta sử dụng các cái bộ lọc giống như ta nói phía trước, tức là cái lọc cho cái raw và chúng ta lọc cho cả cái hình sau khi tái tạo. Thì việc sử dụng các bộ lọc này đương nhiên là làm việc là nó sẽ làm giảm được cái nhiễu. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta sẽ mất đi độ chi tiết hình ảnh, chúng ta thấy cái rìa K-Space là độ chi tiết, độ sắc nét thì chúng ta mất độ chi tiết và chúng ta làm tăng cái artifact, tức là những cái xảo ảnh như là kiếp artifact. Và việc này nó đã xảy ra từ năm 1975 cho đến hiện nay, các hình ảnh chúng ta thu nhận chúng ta đều phải chấp nhận cái chuyện này. Thì một cái bước đột phá vào năm 2018, GE giới thiệu ra toàn thế giới về cái việc là chúng ta thay đổi cái fast Fourier transfer này, chúng ta thay đổi bằng deep learning AI và deep learning. Thì cái mạng lưới học sâu deep learning của GA này nó thay thế cho cái FFT và từ đó nó cho phép được cái hình ảnh sắc nét, có nghĩa rằng là sắc nét hơn, tức là tăng cái độ chi tiết, có nghĩa rằng loại bỏ nhiễu, có nghĩa rằng loại bỏ được ảnh giả và nó mở ra cái khả năng chụp nhanh hơn. Đó là đặc điểm của Aerocom DL khi mà ra đời. Và Aerocom DL ra đời năm 2018 thì được FDA approve rằng nó đồng thời làm được ba việc. Một là giảm được nhiễu, giảm được cái noise, đồng thời tăng độ chi tiết hình ảnh và mở ra khả năng rút ngắn thời gian chụp. Đây là một cái chứng nhận của FDA để nói rằng một cái bước đột phá trong cộng từ, thay vì chúng ta phải chấp nhận chụp chậm để được resolution hoặc chúng ta chấp nhận resolution thấp để được chụp nhanh hoặc là signal, thì chúng ta có thể đạt đồng thời cả ba bằng cái trí tuệ nhân tạo, bằng cái deep learning trong trong việc tái tạo hình ảnh. Thì chính vì vậy nhờ nó thì nó giải quyết được các cái vấn đề mà chúng ta nói chung là giải quyết không phải 100% nhưng nó giải quyết được phần lớn trong đó, tức là chúng ta cải thiện được thời gian chụp nó ngắn hơn và số lượng bệnh nhân nhiều hơn. Chúng ta cải thiện được chất lượng hình ảnh bởi vì nó tăng resolution và nó làm hình bớt artifact hơn, giảm artifact. Nó giúp cho bệnh nhân thoải mái hơn bởi vì thời gian chụp nó đã chuyển sang ngắn gấp đôi, được nhiều hơn. Và đồng thời những cái thăm khám khó, những cái chi khớp nhỏ thì chúng ta có được hình ảnh chẩn đoán cao hơn và chúng ta chẩn đoán tự tin hơn. Và đây là những cái phản hồi của những người đã được sử dụng qua Aerocom DL trong cái thời gian thử nghiệm. Thì chúng ta thấy rằng 81% đến 100% các bác sĩ kỹ thuật viên chẩn đoán đều khẳng định một điều, hình khi tái tạo qua cái trạm Aerocom DL nó đều cho cái kết quả tốt hơn rất là nhiều so với cái máy tái tạo cũ. Đây là những cái hình ảnh, bây giờ mình sẽ qua một số cái ví dụ về hình ảnh. Thì đây là hình ảnh chụp với một cái hệ thống tái tạo cũ, và nếu chúng ta sử dụng Aerocom DL, mọi người nhớ rằng là Aerocom DL là một cái máy tính, nó có cái GPU và cái khả năng xử lý cao vậy thôi, nó không phải là cái máy chụp, cho nên dữ liệu raw data đưa vào nó thì nó sẽ xử lý. Thì đây là cùng một cái ca chụp, nếu mà sử dụng trên những cái công nghệ bình thường thì hình ảnh như thế này, Aerocom DL chúng ta sẽ cải thiện như thế nào đó.
cùng một dữ liệu gốc ha. Cùng một dữ liệu gốc thì chúng ta, nếu chúng ta chụp trong trường hợp chụp nhanh lắm cắt mỏng, chúng ta có một hình noi như này, chúng ta chỉ cần đổi cái máy tái tạo hình ảnh thôi, đó là một cái máy tính mới, thì chúng ta sẽ có hình ảnh vừa tăng độ chi tiết, giảm nhiễu, mọi người thấy giảm nhiễu vừa tăng độ chi tiết, những cái chi tiết nhỏ và tương phản nhỏ đều làm rõ hơn, thì đó là nhờ AI, nhờ deep learning. Một cái ví dụ khác về chụp cột sống, chúng ta thấy chính vì cái việc nó tăng được cái tương phản, nó tăng được độ chi tiết mà chúng ta phát hiện những cái tổn thương trong tủy sống rõ ràng hơn. Một cái ví dụ khác nữa, chẳng hạn một cái sung stia chúng ta chụp rất là nhanh, trong cái thời gian nó chỉ có 21 giây với bề dày nó cắt 2.5 ly, độ phân giải cao, thì hình nó sẽ hơi noi, tất nhiên hình này chúng ta vẫn chẩn đoán được. Tuy nhiên nếu có Eric Comniel, chúng ta sẽ có một cái hình nó mượt mà hơn và chúng ta tự tin chẩn đoán hơn. Một cái dạ em xong rồi. Một cái nữa, giờ single shot trong cái cardiac chẳng hạn, thì chúng ta qua Eric Comniel, chúng ta sẽ có một cái hình nó mượt mà hơn, chi tiết hơn. Một cái khớp gối với độ phân giải cao 0.4 qua Eric Comniel mới sẽ có một sự khác biệt. Khớp vai, những cái chi khớp nhỏ chúng ta thấy độ chi tiết sẽ cao hơn rất là nhiều so với hình gốc. Trong trường hợp chụp tiệt lý tuyến chẳng hạn, chúng ta vừa tăng cái resolution 1.4, 1.7 và tốc độ nó cũng tăng lên tới 1 phút cho đến 2 phút. Đặc biệt Eric Comniel đến phiên bản 2021 thì cho phép xử lý đối với hình ảnh diffusion cũng như là các hình ảnh EPI. Đây là một cái bước đột phá, bởi vì chúng ta biết rằng AI mà dùng cho cái bộ sung EPI, tức là sung nhanh diffusion, thì cực kỳ khó, và GE đã thành công và cũng FDA approve cho Eric Comniel dành cho diffusion như thế này. Một cái ví dụ là chụp cột sống tốc độ nhanh với độ phân giải cao, chúng ta thấy độ phân giải rất là cao, độ chi tiết mà thời gian cũng chỉ có 4 phút cho 4 sung. Chúng ta chụp với độ phân giải siêu cao 140 micromet chẳng hạn, cho một cái ngón tay hoặc là ngón chân, thì hoàn toàn có thể thực hiện được với Eric Comniel. Và tôi xin kết thúc cái bài báo cáo ở đây. Kính chúc quý bác sĩ nhiều sức khỏe và kính chúc hội chị thành công tốt đẹp.